Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm có một sản phẩm rất là hay và hữu ích muốn chia sẻ với các bạn, một con robot không cần tay điều khiển mà tự động chạy, tự động lái luôn. Ở đây mình sử dụng một module L2/8, một kit AVR và bốn cái động cơ có bánh xích luôn, giảm tốc. Đây, bây giờ mình cho nó hoạt động thử các bạn xem nhé. Đấy. Nhìn chạy rất là thích, tiến lùi quay tự chạy luôn, không cần điều khiển gì cả. Chạy rất là hay, tiến rồi chuẩn bị xoay phải, xoay trái rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay hãy like và subscribe cho nhóm nhé.